Rồi, xin chào toàn thể anh em quay lại với kênh máy móc cầm tay của mình nha. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ đăng rất là nhiều sản phẩm đồ cũ luôn các bạn. Rất rất là nhiều luôn, đủ loại, thể loại cho các bạn lựa chọn luôn. Thì những cái đồ cũ này là thường thường mình cứ một tuần hay một tháng thì mình mới đăng một lần. Tại vì những cái đồ cũ này mình phải gom lại, mình phải đi săn, đi lùng, đi kiếm để mình đem lại cho các bạn. Ví dụ như và những cái sản phẩm đồ cũ này giá rất là hợp lý nha các bạn. Đó, hôm nay thì mình có tất tần tật mọi thứ luôn. Hôm nay mình có mấy cái bình thủy nước nóng này, chân quay phim, ống nhòm này các bạn. Ống nhòm thì hôm bữa rất là nhiều anh em là bị hụt á. Có nghĩa là hôm bữa anh em rất là nhiều anh em mà mua hụt những cái ống nhòm mini này, rất là tiếc luôn. Bữa nay là mình về được hai cái cực kỳ đã cho anh em luôn. Rồi những cái ống nhòm to. Rồi hôm nay có một ít đồ đồng thì hôm nay có ít thôi. Rồi máy đo huyết áp này, gối massage, cái gối massage kia thì không thể nào bỏ qua nha. Anh em là nhìn video đầu tiên có thể đặt luôn, nó 450 đó. Đặt luôn bây giờ đây cho đến xíu nữa là hối tiếc. Hôm trước thì rất là nhiều người mua hụt dặn mình này nọ nhưng mà mình không có nhớ ai để mình mãi hết trơn á. Rồi hút bụi có hút bụi mini và hút bụi lớn. Hút bụi mini thì kia có 270 ngàn. Rồi mọi nhiều thứ lắm. Thì trước khi vào video này thì anh em vui lòng đăng ký kênh cũng như là nhấn nút like cho mình nha. Thì anh em nào đã đăng ký thì cứ cho mình một like, còn anh em nào chưa đăng ký thì nhớ nhấn nút subscribe ở bên góc phải màn hình và nhấn vào biểu tượng cái chuông để có thể theo dõi những video mới nhất của mình. Và để mua hàng, anh em vui lòng liên hệ cho mình theo thông tin trên này, đó là số điện thoại 0378539922. Mình tên là Khôn In Hiền Nguyễn. Thì mình là chuyên những thiết bị máy móc cầm tay cũng như là chuyên phục vụ các bạn đóng mới, làm mới các pin, các thiết bị cầm tay. Đó, mình là Khôn In Hiền Nguyễn nha các bạn. Địa chỉ của mình là 31 Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi. Mình ở đối diện Honda Yamaha Hoàng Phước, Quảng Ngãi. Số 31 Nguyễn Nghiêm. Đó, đây là chuyên ngành của mình. Thì mình sẽ phục vụ tất cả các loại pin các bạn. Đó, đồ nghề mình rất là đầy đủ, máy test pin, máy hàng sale cũng như là một số đồ nghề linh kiện tất tần tật để các bạn phục vụ các bạn. Rồi. Và mình ở thành phố Quảng Ngãi nha. Anh em nào ở thành phố thì liên hệ mình trực tiếp mình để được mua hàng. Rồi, mình đó 0378539922. Trước khi vào giới thiệu những món sản phẩm này thì mình sẽ nói sơ qua một số sản phẩm mà bên shop mình đang bán chuyên. Đó, đây là những cái mũi vít của Nhật nha bạn. Mình nhắc đi nhắc lại thứ này tại vì mình vừa về rất là nhiều luôn. Đó, đây là những cái mũi vít của Made in Japan này các bạn. Những cái mũi vít này á là nó có từ tính rất là cao. Nói chung là hôm trước mình có review các bạn coi đó, mình có thể hít năm cái đầu vít tả treo toàn ten như thế này mà nó không có bị rớt xuống, chứng tỏ cái đầu này rất là tốt luôn. Chất thép nó thì khỏi phải bàn rồi, còn cái độ hít 500 nó thì rất là tốt luôn, thậm chí nó còn hít dê hơn mấy những cái mũi thường thông thường luôn. Mũi đều quát là không ăn loại nó nha các bạn. Còn cái mũi này thì mình bán một bộ như thế này là 140 ngàn. 140 ngàn là 10 mũi nha các bạn. Nó giá nó hơi cao một tí tại vì đồ này là đồ nó xịn, đồ chuẩn Nhật luôn, nó xịn nên giá nó hơi cao. Nếu các bạn mua lẻ thì sẽ là 15 ngàn một mũi. Đó. Rồi, đây là những cái đồ xịt hơi của hãng Kinki, cây Kinki này các bạn. Hãng Kinki này là một hãng nổi tiếng của Nhật nha, chuyên sản xuất về những cái đồ thiết bị cho đồ hơi đó. Đồ hơi thì ở đây mình có săn được cái súng. Cái súng này thì nó rất là tốt nha các bạn, không phải như ba cái súng 20-30 ngàn ngoài chợ. Những cái súng đó thì nó rất là tệ. Và những cái súng này thì được cái là nó hàng của Nhật nên chất lượng cũng khá là ok. Nhiều anh em đã mua về và xài và phản hồi rất là tốt về cái dòng này. Nó cho chúng ta hai cái đầu này, một là cái đầu này, hai là cái đầu này. Đó, và số lượng thì không có giới hạn, bạn mua bao nhiêu cũng có. Rồi giá nó là 60 ngàn một cái. Tiếp theo là những sản phẩm gì đây? Những đây là những cái đầu chuyển các bạn, những đầu chuyển máy bắt vít. Chúng của ta thành một con máy bu lông dùng để mở ốc. Đó. Thì cái bộ này thì mình thấy giá nó cũng hợp lý và nói chung là chất lượng ok. Hàng này là hàng của Nhật nha các bạn. Amaya Tun. Đó, thương hiệu đàng hoàng. Này thì nó có 3 đầu. Thứ nhất là 1/4, thứ hai là 3/8 và 1/2. 3/8 là cái đầu này nè các bạn. Cái đầu này thì mình ít ít gặp. Tại vì ốc 3/8 khá là ít. Trên thị trường chúng ta thông dụng nhất là cái đầu 1/2 này,
và nhỏ hơn thì chúng ta dùng đồng 1/4, còn 3/8 thì hơi ít. Đó, một bộ như thế này á, này, một bộ như thế này thì giá của nó là 90.000, giá này chưa bao gồm phí vận chuyển, giá tại cửa hàng. Và dao cổ đá này kia, dao cổ thì mình báo giá nhiều rồi. Dao á, thì kéo cắt gà là 150, dao seki gọt trái cây là 100.000, dao seki thái là 150.000, dao chặt thịt chặt xương 320.000, đá mài Nhật, đá Naniwa độ mịn 100, quên độ mịn 1.000. Đá Naniwa thì giá nó hơi cao, giá 350.000. Cao là không phải gì, nó cao là so với những cái dòng đá thông thường, nhưng mà nó cũng bình thường thôi nha các bạn. Made in Japan, hàng này quá là đỉnh đỉnh luôn, 350.000. Hôm trước thì có một số anh em đặt cái mình cái này mà sau khi mình gọi lại thì không nghe máy, bên buôn giao hàng không nghe được, có một số anh em bị trả hàng về, mình cũng chả biết vấn đề tại sao. Rồi, tiếp theo là những cái ổ cắm chống chịu va đập. Đây, đây là ổ cắm 7 lỗ, mình thường thường gọi 5 lỗ nhưng mà anh em gọi 7 lỗ. Đó, 1, 2, 3, cái ổ này thì bao bàn đập thoải mái luôn. Mình cũng chưa có cơ hội để mình dịp mình test cái này cho các bạn coi cái độ va đập như thế nào, tại mình quá là bận luôn. Nhưng mà ổ này thì nhiều anh em đã dùng rồi, đầu này cắm rất là chặt. Đó. Giá của ổ cắm này là 55.000 một ổ nha. Mình có rất là nhiều, mình có thể phục vụ tất cả nhu cầu các bạn luôn, đầy đủ. Các bạn không có sợ hiếu hàng này, hàng này là hàng rất là nhiều. Phích cắm, phích cắm chống chịu va đập có đèn led báo 25.000 một chiếc. Đây là phích cắm chống chịu va đập. Ổ led, ổ led, đây là ổ cắm 3 lỗ này, ổ này rất là chặt luôn. Đó, ổ cắm 3 lỗ, giá 55.000 một chiếc nha. Một cái như thế này thì có thể nó sẽ màu xanh lá cây này, màu vàng, màu nào cũng vậy thôi, nó nhiều màu. Đó, màu này nữa thì giá 55.000. Tiếp theo là bộ chuyển, bộ chuyển gốc. Bộ chuyển này thì xíu nữa mình sẽ giới thiệu trong cái lô vít của mình, tại vì cái bộ chuyển này hôm trước mình giới thiệu mà anh em cũng chưa rõ. Mình đăng rất nhiều video về cái này nha. Thì bộ chuyển này nó sẽ gồm 3 chi tiết này các bạn, 3 chi tiết như thế này này, là giá 150.000. Đó, một cái đầu gắn, một đầu dài và một cái dây nối là giá 150.000. Rồi, tiếp theo, đầu kẹp mát. Đầu kẹp mát 500. Cái đầu này thì anh em mua rất là nhiều, tại vì nhu cầu khá là lớn. Tại vì những cái kẹp mát bình thường á, thì nó sẽ kẹp và trong thời gian nó sẽ bị hư, nên ảnh hưởng tới công việc chúng ta là kẹp nó trượt trượt. Hay là những cái ống thép to thì không thể nào mà kẹp được. Thì anh em dùng cái này để hít, hít rất là chặt nha bạn. Mà coi nó hít này. Đó, nó hít, nó sẽ hít vào sắt của chúng ta này. Cái này thì nó mắc, cái này nó chưa không hít được. 40.000 một chiếc. Tiếp theo là ổ cắm màu vàng. Ổ cắm này, ổ cắm cũng siêu bền, có công tắc, tắc mở đấy. Ổ cắm này thì giá 50.000 một cái. Rồi, tiếp theo là những cái ổ cắm và phích cắm 3 pha. Dòng này thì ít người mua, tại vì phải thú thật là dòng này ít người sử dụng các bạn. Ổ cắm 3 pha. Ổ cắm 3 pha thì nó sẽ có chúng ta 3 chân này, và một đây là cái chui của nó, cái chui phích của nó. Còn này, à đây là cái phích của này, còn đây là cái ổ nó. Đó, khá là ít người mua cái đoạn này. Thì mình và mình, nhưng mà mình vẫn có để phục vụ nha. Rồi, giá của một bộ nó là một ổ và một phích là 65.000. Giá này chưa bao gồm phí vận chuyển. Đây. Lùi lùi lùi. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục là mũi vít các bạn. Mũi vít này thì mình hôm trước mình đã giới thiệu rồi. Cũng như là mình bán rất là nhiều rồi. Mình về khoảng 2 tạ nhưng mà mình đã bán sạch sẽ rồi. Đây mình mới vừa về thêm được 2 tạ nữa. Đây là mình hốt một bớ cho các bạn coi thôi. Thì mũi vít này á là mũi vít. Các bạn đừng có lầm lẫn với những là mũi vít kia nha.
có những người bán giá rất là rẻ, thậm chí chỉ có 100 ngàn một ký thôi, nhưng các bạn về các bạn xài thì các bạn biết thôi. Những mũi vít này á, mình vẫn có cái chỗ cung cấp cái mũi vít chỉ có 100 ngàn một ký thôi nha, nhưng mà sao mình không lấy, tại vì về xài á, các bạn biết những cái mũi này này mà xài đút là bấm là nó tè liền, vài con vít là nó tè. Bởi vì sao? Những mũi vít lỗi người ta chưa có tôi, người ta chưa tôi luyện các bạn, có nghĩa là chưa có được tôi luyện đàng hoàng nên nó sẽ rất là mềm luôn bạn. Nó vừa đốt ra, nó vừa làm ra xong cái nó vứt ra luôn, nó cho vào lô hàng xả họ luôn, nên nó chưa được tôi những cái đầu này, thành ra cái đầu này nó rất là mềm. Khi chúng ta bán được vài vít thì nó sẽ tòe luôn. Còn này mình cam kết với các bạn là đầu vít đã được tôi luyện, nên cái trường hợp mà tòe đầu là rất là khó nha các bạn. Có thể có nhưng mà nó sẽ trường hợp rất là ít, tại vì những cái dòng này là mình có cái chỗ cung cấp đàng hoàng uy tín, người ta cung cấp cho mình đây, thì mình sẽ bán theo ký. Giá của nó là 300 ngàn một ký, mình nói rất là rõ đây này nha, 300 ngàn một ký. Thì các bạn có thể mua nửa ký hoặc là mua lạng mình vẫn bán, mua 2-3 lạng mình vẫn bán đó. Thì mũi vít này thì đa số các bạn mình nói là nó khoảng 40-50% là mũi hoa thị, mũi hoa thị này đó, mũi hoa thị 50% luôn nha, và 40% là quên, khoảng 40% là hoa thị, 40% là ba ke BH2, và 20% còn lại là rơi vào những cái đầu nhỏ này, đầu nhỏ nhưng mà cũng BH2 hết nha. Đó, đầu nhỏ và đầu bằng cũng như là những cái lục lăng lục giác 777 đó. Thì đây này có lục này, những cái đầu vuông này mình không biết để mở cái gì nhưng mà nó vẫn có. Lâu lâu mình vẫn gặp những cái đầu vít này đó. Thì giá sẽ bán solo thôi, bán mình cứ các bạn mua thì mình sẽ mua một, ví dụ như các bạn mua một ký thì cái trường hợp nó xảy ra những đầu ngon sẽ cao hơn. Ví dụ như các bạn gặp những cái đầu này thì cũng khá là ngon, nếu các bạn mua lẻ thì cũng 5-7 ngàn một đầu trên thị trường, thậm chí là 10 ngàn cũng có nữa nha, những cái đầu BH2. Thì trong này nó sẽ có những cái đầu rất là ngon, ví dụ như là màu đỏ này của cái hãng máy khoan gì đây, Redman, cũng rất là nổi tiếng. Hay là những cái đầu DeWatt này thì cũng khỏi nói rồi. Rồi Makita thì nó sẽ những cái đầu xanh xanh. Đây rồi, Makita thì cũng hiếm, nhưng mà đây này, Makita là những cái đầu này, này. Đó, Makita. Đó. Rồi nó sẽ bắt gặp những cái đầu nối nha bạn. Cái đầu này là đầu nối chứ không phải đầu bắn tôn nha. Đầu bắn tôn nó khác, cái đầu này nó để nối những cái đầu con này này. Này nó để đầu nối những cái đầu con này. Đó, để đầu nối những đầu con. Rồi. Cái này thì mũi vít này thì 300 ngàn một ký. Đó, mình sẽ bóc solo. Các bạn mua một ký mình sẽ hốt như này. Ví dụ như một nắm này là khoảng nửa ký này. Đó, nửa ký như thế này các bạn có 150 ngàn thôi. Nhưng mà được rất là nhiều đầu. Đó, solo như thế này các bạn. Đó, rất là nhiều loại. Thì về chúng ta chỉ cần lựa ra những cái đầu chúng ta cần thiết này. Còn những cái đầu kia thì ví dụ như lượm được những cái đầu con này này thì bỏ vô những cái máy vi góc bắn. Đó, BH1 các bạn. Đó, đầu là BH1 này. Đó. Thì chắc chắn là ba ke sẽ rất là nhiều trong này, ba ke này, hoa thị, nó ba ke mình học sơ lên là nó có 3-4 cái đầu ba ke rồi đó. Thì mình sẽ cân đối nha, tại vì mình bóc lên khi mà mình thấy nhiều mũi mình sẽ cân đối mũi ngắn mũi dài, chứ mình không sẽ không tính ra các bạn không có thiệt thòi. Rồi giá là 300 ngàn một ký, giá chưa bao gồm phí vận chuyển, các bạn có thể mua lạng. Rồi thì số 1 á là những cái mũi vít các bạn. Các bạn mua mũi vít thì nó mua vít, mình đánh số 1 mất tiêu rồi. Bây giờ là số 2 này. Số 2 là những một cái máy mài móng tay. Máy mài móng tay này á là một cái máy dùng, có thể dùng trong y tế nữa các bạn. Tại vì mình thấy những anh nha sĩ, những bác sĩ nha làm nha khoa đấy thì rất hay sử dụng cái máy này. Có mua những cái đầu kẹp cho nó là dùng thôi. Đây này. Này các bạn, đó các bạn xoay cái này ra, đó rồi cái chơi xoay của nó này, đó nó mở ra, các bạn nhét cái đầu kẹp vô, có lại là mài. Bây giờ mình sẽ test cho bạn coi luôn. Máy mài này
giữ đồng điện áp 220V nha. Đó. Này, bật lên. Đó các bạn. Bật lên nó sẽ kêu, nó sẽ chạy. Và chúng ta có thể điều tốc được như chỗ này nha. Rồi máy chạy ok nha. Tắt. Và máy số 2 này giá nó là 400.000, giá này chưa bao gồm phí vận chuyển. Giá này là giá tại cửa hàng nha, số 2. Rồi số 3. Số 3 là cho anh em yêu thích bộ đàm. Hôm nay thì mình về được hai bộ. Đó, hai bộ thôi. Hai bộ này thì một bộ này rất là đã luôn bạn. Các bạn nhanh tay lấy bộ Motorola này á. Về xài thì bao phê luôn. Bao phê luôn. Rồi phê như thế nào thì tí nữa mình review sau. Bộ số 3 này giá nó là 400.000 nha. Nó có hai máy nhưng mà chỉ có một cục sạc thôi. Đó. Cái dòng này là của hãng Xiaomi. Mình khởi động. Đó. Kênh chúng ta sẽ chỉnh kênh. Đó khi ấn một cái kia sẽ hiện lên nha. Nghe. Alo, 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 1, 2, alo, chim sẻ gọi đại bàng, alo, 1, 2. Rồi, bộ này hoạt động ok, máy ok. Đó, ngoại hình thì tương đối thôi. Cái này thì cho anh em sử dụng để đi núi là hợp lý nhất các bạn. Hay là làm công trình á, công trình trên cao á, rất là tốt luôn. Giá nó là 400.000, bộ số 3. Số 4 là cặp bộ đàm của Moto. Cặp này thì các bạn phải nhanh tay lên, tại vì cặp này nếu mà giá mà của nó mà đúng giá mới nó rất là đắt tiền luôn nha các bạn, hơn 2 triệu. Đó là mình nói bừa thôi chứ còn hơn nữa nha các bạn. Đó. Thì bộ đàm này của Motorola, các bạn biết là những cái dòng nào của Motorola là dòng nó đỉnh cao thôi. Hiện tại thì chưa có dòng bộ đàm nào, mình nghĩ là chưa có dòng bộ đàm nào mà qua cái này cả. Nó có dual band FM nè các bạn, có nghĩa là nó gấp đôi tần số đó. Trên. Đó. Mình có hai chiếc, hai con này thì khá là đẹp. Giá nó là 600.000 nha, một cặp. Đây, pin. Con này là made in Malaysia nha các bạn. Đó. Bên trong rất là mới, rất là đẹp luôn. Pin 2008. Cái này, bộ này mình khởi động các bạn coi. Khi các bạn mở là cứ xoay cái này lên. Đó, nó sẽ khác cái kia một chút. Này, xoay cái này nè. Mở lên. Đó. Rồi, các bạn nhìn trên màn hình đúng không? Nó có những cái thông số để chỉnh. Bây giờ mình sẽ chỉnh hai thông số với nhau này. Cái này thì bị các bạn mò. Các bạn mò mẫn thì nó sẽ ra thôi. Chứ còn mình thì mình sơ sơ thôi. Đó, 02. Đó, mình đang chỉnh tần số 044 này. Đó, bây giờ là đang hoạt động này. Alo, alo, 1, 2, alo, alo, xin chào các bạn, alo. Đó, các bạn nghe cái tiếng rất là trong trẻo luôn. Cái bộ này thì mình bao cho các bạn 2 cây số. Trong điều kiện bình thường nha. Nhà cao tầng thì nó bao nhiêu mình không biết. Rồi, Motorola đã lắm. Cặp này 600. Số 4. Số 5. Số 5 là gối. Đây. Vì sao mà mình kêu anh em là phải nhanh tay chốt cái gối này chứ không là mất thì hơi tiếc. Tại vì hôm nay về một cái thôi. Thì lâu lâu nó mới có một cái các bạn ạ. Thì cái gối này thì nó sẽ kèm theo chúng ta một cái cục adapter. Chỗ này nó bị rách, nó bị xước cái nhẹ cái da các bạn. Nó bị vít cắt thì nhưng mà nó không có lủng bên trong. Thì cái gối này thì đã qua sử dụng nên nó sẽ bị dơ. Về chúng ta chỉ cần mở cái bao tia này ra. Đó. Và giặt thôi là nó sạch. Thì chắc chắn nó sẽ bị dơ rồi các bạn. Này, cái này là dòng gối các bạn coi này. Akita made in Japan. Của Nhật luôn. Quá đã. 450, giá bay nhanh, 500.000. 450, số 5. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục là số 6. Đó, mình sẽ đi theo kèm bộ hai bộ sản phẩm nhỏ như vậy. Số 6 là một cái massage cho bụng.
cái massage này là một cái đai nha các bạn. Cái đai này quá đã luôn. Nó sử dụng cái cơ chế bi này. Để xíu nữa mình sẽ test cho bạn coi. Nó giá nó là 550. Con này 550 thì sao? Để các bạn coi nè. Mình sẽ gắm điện. Nó sử dụng điện áp 220 nha. Nhà chúng ta mà có ai đau mỏi đó, nó chạy rồi đó, đeo vô bụng nha. Đây là mà chị em phụ nữ mà tập giảm mỡ rồi là phải gọi là số dách luôn. Đổi chiều đó, tắt đèn, bật đèn, tắt nguồn. Rồi nói chung là chức năng nó hoàn hảo, ok hết. Rồi, một chiếc bị chăm sóc sức khỏe cho gia đình. Chiếc con này số 6, giá là 550. Số 7 là một bộ vít. Cái bộ này thì bộ mày mới nha các bạn. Bộ vít mini. Bộ này của hãng Joymax. Nó giá là 250, bộ này bộ mới. Đó. Thì bộ này thì nó còn rất là mới. Cục adapter nó còn ngon này. Cục. Đồ mới, cái này đồ mới. Nó sẽ có cho chúng ta rất là nhiều cái đầu. Cái đầu vít, đầu đồ này, đầu khẩu bu lông, đầu chuyển và một cái cây súng vít. Đó, ấn cái này xoay thành một cái tu vít thẳng. Pin này, bao pin trên này. Đó. Rồi, một cây vít cong. Nói chung là cái con này thì rất sướng. Xài gia đình nữa nha. Mớ vít nhẹ thôi nha các bạn. Dù này nó không có mớ vít nặng được đâu. Rồi, con này giá 250. Số 7. Và tiếp tục là số 8. Số 8 là một cây khoan hơi. Cái khoan hơi này á, đúng ra là khách mình đã nhận rồi, tuy nhiên là khách mình không có nhu cầu nên đã gửi lại mình bán giùm. Thì cây này á là made in Japan luôn này. Đó. Cây này thì quá là đã luôn. Hơi thì rất là mạnh luôn nha các bạn. Cái đây là mình đang quay phim lúc 10 giờ đêm, mình không test cho bạn coi được. Ai muốn nhu cầu test cây này thì mình trực tiếp test qua Zalo cho em coi. Mình bao các bạn hoạt động ok, nếu không ok mình đền 10 cây các bạn cũng được. Giá cây này số 8 là 350.000. Cái cây này á nó không có chế độ ra nha các bạn, nó chỉ có một chiều đi vô thôi. Cái đầu kẹp thì nó không có bị kẹt nữa. Nó đây chỉ có một cái chiều đi vô thôi các bạn, đi vô thôi, không có đi ra. Nó dùng để khoan thôi các bạn. Để khoan chứ nó không đi ra. Còn cái đây là cái nút khóa cò này. Đó, cái cò này rất là ngon. Nhìn cái máy rất là chất lượng. 350.000, made in Japan. Rồi, tiếp tục số 9. Số 9 là một bộ tuýp mở bu lông. Bộ này thì bộ bình thường đó các bạn. Bộ này dạng hàng bình thường chứ không có ngon gì đâu. Nhưng mà mình thấy cũng được tương đối 1/4. Nó có cần tiếp tự động rồi, mà giá nó thì nó cũng quá rẻ. Nó có cần tự động và rất nhiều cái đầu này. Bộ này như là 4 máy chi tiết luôn á. 5 máy chi tiết á, nhiều lắm, mình không ngồi đếm được. Đó, rất là nhiều, là nó lộn xộn lại này luôn. Nó còn đủ đồ. Đó, có một cái cần tô vít để mở này. Cái cần to này. Thì đồ này bộ này cho anh em mà sử dụng gia đình sửa chữa là được này, chứ còn không có làm công trình nha. Rồi, số 9 150.000. Rồi tiếp tục số 10. Số 10, hôm nay thì mình có một lô máy huyết áp luôn các bạn. Một lô máy huyết áp mình cho các bạn luôn. Đó, 10 này, 11 này, 12 này, 13. Con này thì anh em phải nhanh này. Con này 13 thì anh em phải nhanh nha, không nhanh là không còn. Nó mới luôn. Con này thì giá mới nó khoảng 1.600.000. Giá cũ mình đưa ra là 500.000. 1/3 giá mới thôi. Thì con này nè, giá mới rất là đắt này. Nhưng mà nó mất cái nắp pin, mất các bạn. Mất tiêu nắp pin, con này hàng có xin. Singapore. Đó, Singapore. Rồi. Máy hoạt động ok.
À con này cái màn hình nó hơi mờ. Đó, con này màn hình hơi mờ, giá nó là 320.000đ, con số 10. Đó nó như vậy thôi. Nếu mà các anh em mà không quan trọng quá cái vấn đề mà ngoại hình á thì dùng con này về được. Nó màn hình nó hơi mờ nhưng mà ra kết quả khá là đúng. Còn nắp pin nó mất rồi, không quan trọng, cái đó mà vẫn dùng ok. Anh em không quan tâm tới những cái đó thì có thể mua với giá 320, rất là rẻ. 11 là một con của Amron luôn. Con này là con đó là gọi là bán điện tử các bạn. Có nghĩa là sử dụng này, màn hình hiển thị á, là điện tử mà cái cơ chế là cơ Tokyo Japan này. Cơ chế là bằng cơ. Nó là thuộc dạng 2-1 á. 4 này nhé. Bên cái thuộc sạc đó, 2-1 á. Khi chúng ta bóp xong á, chúng ta xả ra đây, bóp này xả đó, xả hơi và hiển thị này thì nó là lạ hơn kia chút. Giá nó là 400.000, con số 11. 12 cũng là một con máy huy áp luôn. Con này thì khá là đẹp đó. Con này của đó, con số là con này giá là 400. Đợt này thì mình chỉ còn 4 con huyết áp này là hết luôn nha các bạn. Con 12 là 400. Hôm nay á là có một con máy đo huyết áp này. Con này thì giá các bạn cứ search Google đi, search lên cái hãng của nó là biết. Chứ đồ này, đồ y tế thì nó khá là đắt tiền. Con này thì được sản xuất tại Việt Nam chúng ta nhưng nó vẫn mang công nghệ Nhật Bản nha bạn, Tokyo Japan này. Thì máy đo huyết áp này thì nó bán rất là rộng rãi ở trên thị trường. Giá nó thì các bạn cứ lên Google mà search là biết. Của Bảo Việt này. Con này thì rất là mới, hầu như là đã sử dụng rồi nhưng mà nó mới hầu như là 80-90% á. Đó, nó còn bị còn đồ luôn. Tay nó. Con này giá 500. Giá bằng 1/3 giá mới thôi. Mua mới thì nó ngon hơn nhưng mà nó cũng khá là nhiều tiền. Còn mua này thì nó cũng vẫn bình thường nhưng mà nó rẻ tiền. Đúng rồi, 13-500 ngàn. 14-15. Hôm nay là mình có về hai con máy ảnh này. Đồ này thì lâu lâu mới săn được nha bạn, không phải lúc nào cũng có. 14 là một con máy ảnh của Sony. Con này thì còn ngoại hình còn tương đối, camera 14 megapixel. Dòng này là dòng máy ảnh du lịch đó. Thì những cái dòng này thì chụp nhanh gọn. Con này thì được cái là còn hai pin, ưu điểm là còn quên con được cái là pin bọng ok, pin Sony đàng hoàng. Thẻ nhớ con này còn cái thẻ nhớ 2GB đấy. Rồi đóng lại. Thì máy như thế này thì không có sạc. Thì cái sạc này các bạn chế vô cùng đơn giản luôn. Cứ về có nguồn điện 5V, đưa vào hai cực âm cực dương. Con này thì nó sẽ sạc thôi, nó không có sạc. Giá nó là 450 nha. Đó, mở nguồn này. Nó còn pin để mình test. Nó có tiếng Việt luôn nha bạn. Ok đó. Ok, mở màn hình ra. Đó, mình đang quay phim này các bạn. Mình đang quay phim. Nó có chế độ quay phim luôn nha. Cái xuống này là quay phim này. Chế độ quay video. Đó, pin nó đang nhấp nháy. Rồi hết pin. Và mình chỉ may là nó có pin để mình test cho bạn coi đó. Rồi nó tụt kính vô luôn. Rồi, con này giá là 400.000, con số 14. Tiếp tục là số 15. Con này thì quá là đã luôn. Một con Canon. Con này thì đẹp. Bằng coi đẹp này.
chưa có năng bị trầy, nhưng mà camera 14 MP, có đèn flash đàng hoàng. Đây mở nguồn, con này thì thoải mái rồi, pin bóng nó còn còn như là đại pin luôn. Các bạn coi này, chế độ quay phim của nó này rất là rõ nha các bạn, nó quay cực kỳ đẹp luôn á. Máy rất là đẹp, để coi nó quay ở chế độ bao nhiêu. 1280, không có cảm ứng, con này không có cảm ứng. Nó có một cái số tính năng nha, auto này, zoom này, zoom này, thu này, chụp hình cho bạn coi. Chụp hình đó, xem hình, hình ảnh nó còn đàng hoàng hết nha. Rồi bây giờ mình tắt đó, thuộc vào. Rồi con này thì khá là ngon, mà nó còn nó có được cục sạc nữa các bạn, cục sạc Canon luôn. Cục sạc này thì sử dụng điện áp cả hai điện luôn, 100V, 220V, auto volt đó, cục sạc Canon còn y luôn, thẻ nhớ thì cũng còn luôn các bạn. Đâu rồi, đây còn pin, còn thẻ nhớ đàng hoàng. Rồi giá con này thì 550, 15, 16, 16 là kẹp càng cua các bạn. Kẹp càng cua thì hôm nay mình sẽ đưa lên cái video này luôn. Kẹp càng cua thì mình mới vừa về thêm, đó đủ loại hết các bạn. Đó có loại hai lỗ này, nhưng mà loại hai lỗ này thì đó, bên này thì nó mới về thêm. Mình có rất là nhiều cái đồ này, mình các bạn còn khoảng vài trăm cái nữa. Đó, loại này này, hai lỗ này. Cái nó hôm nay nó là về những loại căng đỏ này, mình cũng thấy mắc cười, nó bốn được 3-4 cái thôi. Những cái hàng này là hàng bị gì mà bên Nhật nó cài hết cái tên các bạn. Như này, này nó bị cài hết cái chữ Japan chỗ này, này. Đó, mình hôm trước có mình có tìm thấy một vài cái còn á. Chẳng hạn như mấy cái này là mạ nhẵn luôn. Thì kẹp càng cua này thì mình sẽ bán theo 25.000 một cái. Nếu các bạn mua lẻ thì phải kèm theo cái gì đó, hoặc là các bạn mua thì 100.000 bốn cái. Đây là số mấy? Đây là số 16 nha. Số 16 là 100.000 bốn cái. Đó, bốn cái thì mình sẽ bóc ngẫu nhiên. Bốn cái là 100.000. Rồi, tiếp tục. À, kẹp càng cua này thì các bạn biết rồi, ăn cua này biển kẹp. Kẹp rất là sướng nha. Anh em nào nhà thường ăn cua hay là làm nhà hàng đó thì mua về giá rẻ lắm, 25.000 cái thì quá là rẻ rồi, mà nó rẻ hơn những cái đồ ngoài chợ rất là nhiều. Mà giá thì chất lượng thì phải khỏi phải nói, đồ Nhật. Rồi tiếp tục 17. Đâu có 17 đâu có. Rồi, số 17. Hôm nay mình cho các bạn bán cho bạn một cái loa Bluetooth. Loa cái loa này là của hãng JBL này các bạn. Loa này nghe rất là hay nha, bass chép đồ cũng hay lắm. Đó. Hôm nay mình sẽ bán cái này thì mình đã thay pin cho nó rồi. Giá nó là 450.000, mình sẽ test cho bạn coi luôn. Thì nó cái tên Bluetooth của nó là K3. Tên Bluetooth của nó là K3. Bây giờ mình sẽ kết nối bảo cái nó Bluetooth của nó xong rồi thì mình sẽ cho các bạn đây này. Bluetooth của nó là K3 này các bạn. Đó, kết nối rồi này. Bây giờ mình sẽ mở một đoạn nhạc các bạn coi. Thì anh em mà làm YouTube như mình á thì lưu ý là nhạc thì sử dụng những cái nhạc không bản quyền á nha. Để nó YouTube nó khỏi có đánh bản quyền, mất công là bị ăn gậy nữa. Đó, mình mở bài này để mình quảng cáo đó. Đó.
em ngủ. Rồi như vậy thôi nha. Bây giờ mới nhiều nó ổn lắm. Thôi, giá con này là 450.000. Rồi tiếp tục là số 18. Hôm nay thì mình về được bốn cái chân quay các bạn. Bốn chân quay. 18 này. 18 nó là một cái chân quay nhỏ của Sony. Cái chân quay này thì chiều cao nó khoảng 1m2, 1m5 gì đó mình không nhớ. 18 là 350. Đó, cái này của Sony nha các bạn. Cái này rất là ngon. Nó nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà nó rất là ngon. VT CR1100. Ngon lắm. Chắc chắn nha các bạn. Các bạn đừng có đi so sánh với những cái cây máy chân quay Trung Quốc tào lao ở mình nha. Những chân quay này là những chân quay Nhật hết. Rất là ngon, gọi là những cái tripod đó. Các bạn dùng thì những chân quay này thì cho máy ảnh nha các bạn. Thì anh em mà muốn xài cho điện thoại thì phải về mua một cái chuyển. Đây, chẳng hạn như anh em muốn xài điện thoại thì mua cái này của mình nè. Mình mua để mình quay phim mà nó gãy tè le luôn. Đó. Đó thì cái này thì anh em muốn xài cho ấy thì mua cái này. Mua cái đầu chuyển gắn vô này là xong. Rồi giá 100. Giá con này 18 350. Rồi 19. 19 là cái chân quay của hãng Sara Saka. Thì tất cả là những cái cây thương hiệu hết nha các bạn, không có cái cây nào mà tào lao đâu. Cây này á, độ dài nó là 1m7, 1m5 đến 1m7. Trọng tầm đó, nếu các bạn biết chỉnh cách chỉnh sơ sơ này lên 1m7 luôn nha. Chỉnh hết cỡ thì ra 1m5. Và chân nó có 3, có 2 khớp này, mà tháo ra thì nó rất là dài. Chân này thì cho anh em mà đi du lịch thì khỏi phải chê rồi, nó cứng cáp lắm. 19 400 ngàn. Tiếp theo là chân Benro. Benro cũng là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng về sản xuất những dòng tripod mà cho điện cho máy ảnh. Đó, Benro. Thì mọi chức năng nó ok hết nha. Lắc lên lắc xuống, cái này thì to, cái này thì 1m7 luôn. Cao 1m7. Photo video tripod. Đó. Rất là ngon cái chân Benro này. Giá nó là 450. Rồi, một cây này là phải khỏi các bạn, khỏi phải chê luôn. Cây này là cây bảo chúa luôn. Đó, rất là to. Cứng cáp lắm. Chắc nuôi nha các bạn. Cái này thì nó sẽ kế cái đầu kiểu này. Cái này là ốc lơi này, để xoay ngang xoay ngửa này, dọc xoay xuôi đó. Thước thủy nằm cái này. Đó, cái này là khóa lên xuống này. Đó. Và khớp nối này các bạn. Nhìn khớp nối nó có hãng luôn này. Guman vậy đây. Mở đây, rất là cứng cáp luôn nha. Rất là đã. Con này là giá 500.000, con số 21. Để mà nó bị. Tiếp tục là số 22. 22 là một con bình thủy của hãng Yuyirushi, hãng này của Nhật. Điện áp sử dụng của nó là 100V nha các bạn. Đó, thì hãng này rất là nổi tiếng trong dòng sản xuất các loại máy cơm, nồi cơm điện hay là bình nước nóng, những thiết bị nhà bếp đó, là nó rất là nổi tiếng. Đó, đây thì một số cái thông tin hiển thị như thế này. Đó, khi nấu thì cái bình này nó chứa được 3 lít nha các bạn. Chứa được 3 lít nước. Thì cái bình này là gọi là bình thủy, mình nấu nước, vừa nấu nước là bình giữ nhiệt luôn. Nhà chúng ta mà có con nhỏ hay là con nhỏ hay là người già đó hay dùng nước nóng á, hay là chúng ta hay chế cà phê trong nhà thì cũng nên là sử dụng cái này một cái. Đó, bình này dung tích là 3 lít nè. Đó,
Bên này là hàng nội địa Nhật nha các bạn. Hàng này là nội địa. Điện áp nó sử dụng là 100V. Giá con này số 22 là 600 ngàn. Đó, made in Japan. Thì nó sẽ có một cọng dây đi theo. Dây mình sẽ bỏ này. Các bạn lưu ý là điện áp 100V nha. Để sử dụng cái đúng mình ghi rất là rõ này luôn. Nó có quả sắt. Rồi, 23. 23 cũng là một con của hãng Tiger. Con này cũng là 650 ngàn. Con này nó đắt tiền hơn con kia 50 bởi vì nó to hơn. Đó, bình thủy này. Bình chứa 3 lít. Cũng 3 lít nhưng mà vóc dáng nó cao hơn nha các bạn. Cũng 3 lít. Đó, Tiger là các bạn biết rồi. Hãng Tiger rất là nổi tiếng. Điện áp sử dụng là 100V, 100 hay 110V. Đó. Rất là đã luôn nha. Nhìn chắc cũ cũ mà rất là chắc. Đây là cái nút mình mở nước này các bạn. Có thể ấn nước tự động. 23 là 650 ngàn. Điện 100V. 24 là một con máy hút bụi mini. Một con máy hút bụi mini này. Con này thì mình chưa, hoàn toàn chưa lau chùi. Mình để lâu quá nó bụi thôi. Đó, 24 này, giá 270 ngàn thôi. Đó, một con này 1000W nữa nha các bạn. Mini, nhỏ gọn. Dòng này là dòng của nội địa Úc. Sử dụng điện là 230V. Điện 220 mình sử dụng bình thường. Và nó đi theo một mớ đầu combo. Là đầu hút này, đầu này nọ các kiểu mình bỏ trong cái bị này cho nó gọn. Đầy đủ luôn. Đó, 270 ngàn. Rồi 25, 26, 27, 28 là những sản phẩm mà các bạn gọi như mong đợi bậc nhất trong cái kênh mình á. 25 là một con đồng hồ của Slava. Dòng này là made in USSA. USSR là của Nga nha. Của Nga. Đó, thì dòng này là đồng hồ cơ các bạn. Cái này thì nó mang cái giá trị sưu tầm nhiều hơn là giá trị sử dụng. Tuy nhiên vừa nó chạy cũng rất là đúng. Đây là dây cót này các bạn. Chúng ta lên dây cót. Các bạn sẽ nghe tiếng tách tách. Các bạn nghe không? Chứ mình nghe rõ lắm. Đó. Rồi, đồng hồ đang chạy. Cái kim này là cái kim máy nha, không phải kim dây nha, báo thức á. Cái này là kim giờ cái phút này, chúng ta có thể chỉnh giờ sau này. Xong rồi. Đó. Nói chung là nó mang cái giá trị sưu tầm. Đó, một cái Slava, con này là giá là 450 ngàn nha. Rất là cổ điển của Nga. 450. 26 là một cái đồng hồ đeo tay. Dòng đồng hồ này thì cho mặt size này thì cứ size cũng. Nó đồng hồ này chạy pin nha các bạn. Chai này rất là thơm. Như này thơm mùi cà phê sữa lắm nha. Rất là thơm. Và nó thơm hoài luôn. Đó, một cái đồng hồ. Đó, giá này là giá 300. Tiếp tục là hai cái đồng hồ của Omega mà các bạn chắc chắn là các bạn rất là thích. Đây hôm trước mình về có hai cái, không các bạn hỏi rất là nhiều. Đó, đồng hồ Omega 27. Đây cái đồng hồ này, Omega này mặt rồng. Ấn nút là mở ra. Omega này, made in Switzerland, sản xuất tại Thụy Sĩ luôn nha. Đó, cái đồng hồ này là đồng hồ cơ nha các bạn. Nghe các bạn, mình chỉ cho các bạn này. Khi các bạn mà muốn lên như có các bạn xoay hướng này. Đó, xoay theo hướng này nè. Đó, nó chạy qua này, đồng hồ nó sẽ chạy này. Chưa chạy hả? Đó, lên cho đủ cho có nó sẽ chạy nha. Đó. Made in Switzerland luôn. Đó, và đường sau này các bạn coi này, cơ lỗ này. Rất là đẹp nha. Cơ này nhìn rất là đã. Nói chung là những cái đồng hồ cơ thì người ta làm rất là tinh xảo các bạn, nó chính xác tới cái độ là gọi là tuyệt đối luôn, nó mới cho ra những cái đồng hồ cơ được. Còn các bạn muốn lấy dừa các bạn kéo này lên. Đó, và chúng ta sẽ lấy dừa theo hướng này. Đó, có nhiều anh em về nghĩ kêu nó không chạy, nhưng mà đây là đồng hồ cơ thì phải lắc thôi, phải xoay thôi, xoay hướng này lên như cót nó mới chạy nha. Đó, chạy kim dây đang chạy này.
rồi một cái Omega Whistling mặt rồng. Cái này thì 650, số 27. 28 cũng là một cái Omega luôn, cái này thì mặt khác. Đó, cũng Whistling luôn. Cũng tương tự nha bạn, cái này lên như có sẵn rồi. Đó. Chạy cơ này. Thì nó sẽ có một cái cọng dây như vậy cho chúng ta nha. Đang ăn quần ăn đồ. Rất là bảnh tỏ. Con này 28, giá 650 ngàn. Rồi, bây giờ là tới tiết mục đồ đồng nha các bạn. Thì mình hôm nay mình có về rất là nhiều đồ đồng, nhưng mà mình chỉ giới thiệu một ít. Từ từ mình lên, tại vì video này chắc chắn nó sẽ rất là dài luôn. Mình nghĩ nó sẽ dài hơn một tiếng đồng hồ. Mình không thể nào mà đứng một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ mà ngồi đứng nói chuyện với bạn thì mình rất là mệt. Đó. Và mình sẽ đăng khoảng 4 máy sản phẩm thôi. Đây là sản phẩm số 29, giá 450. Đây là một cái bức ảnh của Quan Âm Phật Bà nha các bạn. Thì anh em nào mà nhà thờ Phật Bà Quan Âm á, thì mua cái này nè, rất là hợp lý. Thì nó sẽ đồng, nó mỏng. Đồng. Rất là đã. Về thì thờ Quan Âm Phật Bà thì rất là ấy nha các bạn. Anh em nào mà hay tín ngưỡng rồi đó thì cũng nên. Đây là Quan Âm Phật Bà, giá là 450 ngàn một bức ảnh. 30 30 31 32 33. Hôm nay mình về được 4 cái tấu thuốc cổ. Cái tấu thuốc này thì hồi xưa mình bán rồi nè, cái này mình nhớ mình bán rồi nè, còn cái này thì nhỏ hơn. Đó, thì 30, 30 là một cái tẩu thuốc. Cái này thì nó sẽ có một cái hòn ngọc thôi. Một cái mã não gì đây. Đó. Đó. Giá nó là 500 ngàn nha các bạn. 500 ngàn cái này. Nhưng rất là giá trị. Chúng ta có thể xoay ra được này. Những cái đồng này là những cái đồng cổ nha các bạn. Đồng cổ này là của Trung Quốc hồi xưa. Nó bây giờ nó còn lại. Anh em nào chơi đồ cổ rồi đồ thì dùng cái này về mày về chơi. Thì giá đồ này nó không có rẻ. Đó. Giá con này là 500 ngàn, giá số 30. 31. Con này thì nó có được hai cái dòng luôn. Bằng đá nha các bạn. Bằng đá hay bằng gì ta? 51, 31 chứ là 520 ngàn. Con này nó giống như con này mà nó sẽ có hai cục. 32 là 350. Cái một cái tẩu thuốc này các bạn hay xem phim cổ trang nó hay gặp những cái đồ cổ. Đó, đóng có thể đẩy vào được ngắn này, kéo ra dài này. Đó, có thể tháo ra được này. Cái đồng này á, là cái đồng lạnh nha các bạn. Nó không có bị nóng. Mình đã thử rồi, các bạn đốt máy lửa lên nó rất là khó nóng luôn. Vẫn nóng nhưng mà rất là lâu mới nóng. Đó, cái đồng này cũng vậy này. Các bạn đốt lên thử các bạn biết. Đó, 350 ngàn. Rồi, tiếp tục là cây này thì easy, cây kia mà nó to hơn, cái size nó bự hơn. Cây này là 33, giá là 400. Easy luôn, kéo ra được này. Rất là dài. Rồi, đẩy vào. 350, cái này là số 33, 400 ngàn. Rồi, 34. 34 là vào Quan Âm, không phải. À, 34 nha bạn, mình tìm hoài. 234 này. 34 là một cái tẩu thuốc, cái tẩu thuốc này cổ xưa. Đây. Này các bạn, đây là chỗ bỏ tẩu thuốc này, nó còn cái nhíp này các bạn, cái nhíp này. Đây này, đây là cái chọt này. Trên này thì nó sẽ có một số hình hoa văn. Cái này là nó bị oxy hóa cho này các bạn, về đánh là sáng. Này có hình ông tiên này, này. Những cái chi tiết chạm trổ bằng thủ công nhưng mà rất là đẹp nha. Đó, một cái tẩu thuốc cổ. Thôi, cái này thì giá là 400 ngàn, 34. 35. 35, 36, 37, 38 là những cái đồ đồng. Đồ này. Đồ này thì mình phải săn lắm mới được các bạn. Đồ này là tính cái đồ đúc bằng thủ công luôn.
35 là một cái tượng Phật Bà Quan Âm. Anh em nào thờ Phật Bà Quan Âm thì mua cái này này chung với cái bức tượng hồi nãy là số dách luôn. Nó rất là đẹp nha các bạn. Bà Quan Âm rất mặt rất là thánh thiện. Anh em thờ Phật Bà Quan Âm thì nên đọc từ cái này. Những cái chữ Trung Hoa cổ này. 300 năm à, cái này 500 ngàn, 35. 36. 36 là một cái này gọi là gì ta? Cái này có thể là nó như một cái đốt trầm vậy các bạn. Một cái châm. Nó có hình con ngựa này. Cái này thì cái này, rất là nhiều cái tự lạ trên cái này nha các bạn. Thời rất là xưa rồi. Rất là nhiều cái tự lạ. Có những cái ký hiệu này nè. 36 là 450 ngàn nha. Nó có hình lông này, mã đáo này, mã ngựa này, rồng này. Anh em nào tôi thỉnh đấy, rồi mua cái này cũng chắc là rất là hợp mạng với mình đấy. Đó, 37 là một cái châm, cái này là cái bình trà thần tài các bạn, bình trà thần tài, một con cóc thần tài này, đó. Rồi một cái châm thần tài, đó, rất là nhiều hoa văn. Cái này mình không biết, cái màu đồng rất là đẹp luôn nha các bạn. Màu đồng này sáng đẹp. Đó. Rồi, cái bình trà này giá là 500 ngàn, 37. 38. 300, 450, cái đốt trầm này. Đốt trầm này rất là đã luôn. Cái đồng nó rất là vàng các bạn. Này. Đó. Cái đồng này xanh đẹp lắm các bạn. Rồi, 37. 38 là 450 này. 450 ngàn. 39, 40, 41, 42. Những cái này nó thiệt là anh em dặn mình rất là nhiều luôn. Bây giờ mình không biết ai mà mình để hết trơn á. Thì anh em nào có xem video trước thì mình để thôi, chứ bây giờ mình không hứa hẹn thì mình không thể nào mình hứa được. Đó, 39 này các bạn. 39 là một cái ống nhòm này. À, Nicola. Trời ơi, đã luôn, không dùng. Rất là mới luôn nha các bạn. Cái con này đúng là nó mới chưa dùng á. Đó. Nó mới chưa xài, nó còn trong cái hộp luôn, mà cái hộp nó nát quá mình vứt rồi. Mới lắm, mới ken luôn này. Thì con này chỉnh tiêu cự đây này nha. Thì các bạn lưu ý là những sản phẩm này là những sản phẩm dành cho sử dụng, chứ không phải là dành cho đồ chơi nha các bạn. Các bạn phải hiểu như vậy, đồ chơi không có giá này đâu. Đó, một cái đồng này có bật luôn. Con này thì bữa trước nhiều anh em hỏi lắm mà mất hết rồi. 39, 400 ngàn. Con Nicola có bọc luôn. 40, con này còn đã hơn con Nicola nữa. Con này của hãng Taco. Cái bọc thấy xà xỉ rồi đó, thấy xịn rồi đó. Đây, đã lắm nha các bạn. Đấy, kính tiêu cự đây này. Thì những con này có thể nhìn được 1000 mét hết nha. Đó, kính xanh âm luôn, tim rịm, đẹp lắm. Đó. Cái này thì anh em thích nhất là được bỏ túi này. Nó bỏ túi nhưng mà cái nói chung là cái độ nhìn nó không bằng được những cái ống nhòm to nha. Mình đã nhìn rồi, mình đã thử những cái đồng hồ này với ống nhòm to rồi thì mình biết. Giá 40 là 400 ngàn. Bốn mốt bốn hai là con 41 trước. Thì những sản phẩm này đều là của Nga hết. Con này này, có một ông dùng của Nga. Ông dùng này to lắm. Có nhiều anh em là thích ống nhòm to, con này nhìn cực kỳ rõ luôn nha, mình nhìn rõ băng luôn. Đó, con này là con số 41, giá 600 ngàn. Ống nhòm thì mình bán rất là nhiều rồi, rất rất nhiều luôn. Nói chung là về cái nào thì chưa kịp đăng lên là có nhiều người đã lấy rồi nha bạn. Bây giờ thì nó còn cái nào bán cái nấy thôi. 42, 700. Con này thì nó được cái bọc kiên cố hơn. Đấy, con này thì to, dài. Russia hãng hoài. Con này của CCCP này, Liso cũ này. Đó. Rất là đã luôn nha các bạn. Có che luôn á.
để mở ra cho bạn coi. 700 thì nó bị bụi bị dơ vậy các bạn, về vệ sinh lại nha, chứ mình không có thời gian mà mình vệ sinh cái này, mình còn quá là nhiều việc luôn. 42 700. Rồi 43 là máy hút bụi của Electrolux các bạn. Thì Electrolux thì một thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật rồi. Electrolux này, con này thì nó sử dụng điện áp là 220V nha. Dòng này dòng châu Á chúng ta. Điện áp của nó là 220V, 200 đến 40V này. Đó 1600W max. Rất là ngon. Con này thì nó không có đầy đủ đồ các bạn, nó chỉ có một cái ống hút này. Đó, và một cái ống nối dài thôi, như đó thôi. Cái gì có bao nhiêu thì mình sẽ báo bao nhiêu nha các bạn. Đó, nó như vậy thôi nha. Thì cái này thì hút trong góc trong kẹt là thoải mái rồi, vô tư và rất là mạnh. Dây điện nó này. Dây điện nó này. Bây giờ mình sẽ cắm điện 220 và thử cho bạn coi luôn. À, ban đêm ồn quá các bạn, mình thử mình sẽ sợ ảnh hưởng tới làng xóm. Thì con này thì cái dấu này là dấu băng keo này các bạn, băng keo mà người ta vận chuyển về á, người ta bị dán băng keo nó dính này, nó chứ không có phải dừa đâu nha. Đó, con này là số 43, giá là 450. Đó, con này thì ok, hoàn hảo chức năng luôn. Rồi tiếp tục 44, con này thì quá đã rồi, con này cũng 1600W, con này của hãng gì đây, to lắm, con này to hơn con kia nha, con này thua con này xa luôn á. Đó, dây điện này, đó, dây điện có con này đó, thầu vô, ống nước thầu vô. Thì con này nó cũng chỉ có ống và ống nối dài thôi nha các bạn, chứ còn nó không có những cái kia. Thì cái ngăn chứa bụi của nó này, con này thì to lắm. Ngăn chứa bụi này, cái về các bạn vệ sinh lại nha. Đó, ngăn chứa bụi đó này. Thì giá mới thì nó cũng rơi vào tầm vài triệu á, chứ không ít đâu. Đó, đây có điều tóc luôn nha các bạn. Điều tóc này. Thì ban đêm thì mình không có test các bạn coi. Anh em nào mà không tin tưởng thì cứ biểu mình test qua cái cho coi. Con này có Electrolux luôn nè các bạn. Đấy, công suất nó cũng 1600W luôn, nhưng mà con này thì size nó to hơn, cái dòng này thì nó đắt tiền hơn dòng kia. Giá của nó là 700.000 nha, giá 44 700.000. Rồi thì video ngày hôm nay của mình chỉ có bao nhiêu đó thôi, bây giờ thì cũng đã quá khuya rồi các bạn. Nên video mình xin kết thúc tại đây, thì hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mấy bụi thì mình còn một nhà đó, mình sẽ hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Giờ này ngoài đường là tối thui rồi đó. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi video của mình nha. Chào các bạn. Hôm sau thì các bạn đợi mình sẽ review con máy DeWatt này. Con máy này thì máy mới chưa sử dụng. Và những con máy DeWatt này mình sẽ đăng bán cho các bạn luôn. Những dòng máy này chưa có đụng cho các bạn. Nó là hàng trưng bày và giá nó sẽ rất là mềm. Chào các bạn.